cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào, khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, những làng quê trù phú nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá, tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Xanh dâng sóng như đón người. Quảng Bình có hàng chục làng biển, có những làng biển lớn nổi tiếng về sự giàu có, sầm uất, về những phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa đặc trưng không thể lẫn như làng biển Cảnh Dương, làng biển Lý Hòa, làng biển Bảo Ninh. Và có cả những làng biển lặng lẽ, chỉ như một chấm tròn nhỏ bé trên dọc dài của tỉnh. Có một làng biển như thế nằm về phía bắc huyện Quảng Trạch vẫn luôn được nhiều người biết đến. Không phải bởi nơi đây rộng lớn hay giàu đẹp, mà bởi dù chỉ là một làng biển nhỏ bé, nhưng trải qua nhiều năm tháng đã khẳng định được sức sống bền bỉ của mình. Con người nơi đây yêu đất, yêu biển và cũng thiệt tha yêu đời, đó là làng biển Quảng Phú. Đoàn làm phim ký sự về với làng biển Quảng Phú vào những ngày đầu tháng 10, thời tiết trong lành và dễ chịu. Chúng tôi cảm nhận được cái hương vị mặn mòi của biển ngay từ đầu cổng làng. Anh cán bộ văn hóa xã cùng một số cụ cao niên trong làng dẫn chúng tôi đến thăm khu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Nam Lãnh, Tam Tòa Tứ Miếu, nơi thờ tế lễ những người có công lập làng và những vị thần bảo hộ cho làng. Quần thể di tích Miếu Nam Lãnh được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18. Miếu nằm ở lưng chừng trên một vùng đất nhô cao mà người dân ở đây thường gọi là Lòi Trọc, thuộc địa phận thôn Nam Lãnh. Miếu nằm quay mặt về hướng Đông Nam. Xung quanh khu vực miếu là những u đá to mọc chồng lên nhau, cây cối tùm, tạo nên một khung cảnh rất linh thiêng. Điều làm chúng tôi ấn tượng nhất đó là cấu trúc xây dựng cầu kỳ và đặc biệt của ngôi miếu này. Quần thể bốn ngôi miếu liền nhau đều có phần đỉnh gồm 3 tầng. Tất cả mái đều lợp ngói âm dương, mái cong hình đao chạm đầu rồng. Khoảng cách giữa các tầng đều có hoa văn hình rồng, được đắp nổi và ghép bằng sành sứ. Bức bình phong ở giữa được trang trí nhiều họa tiết hoa văn cầu kỳ. Hai bên là hai con voi chầu vào, đối xứng với nhau một cách hài hòa, cân đối. Các cụ cao niên trong làng cho biết, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, do nằm ở vị trí khá kín đáo, xung quanh lại được bao bọc bởi những rặng trâm bầu dày đặc, nên cùng miếu Nam Lãnh đã được sử dụng làm nơi tổ chức các cuộc họp bí mật của đảng, cũng như làm nơi cất giấu vũ khí. Trải qua hơn hai thế kỷ trường tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, qua hai cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, khu tử miếu hiện nay không còn được nguyên vẹn. Tuy nhiên, những giá trị lịch sử văn hóa, những sự kiện đã diễn ra nơi đây thì vẫn còn mãi theo thời gian. Biết mong muốn của đoàn làm phim kỳ sự là tìm hiểu về ngư dân và nghề đi biển của địa phương, cán bộ xã Quảng Phú dẫn chúng tôi ra bờ biển. Lúc này đã gần 10 giờ trưa nên bãi biển khá thưa người. Có lẽ hầu hết ngư dân đã trở về nhà để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi tiếp theo. May mắn thay, chúng tôi gặp được vợ chồng ngư dân là anh Lê Tiến Dũng và chị Lê Thị Thìn. Vừa đan lưới, anh chị vừa chia sẻ với chúng tôi. Vợ chồng anh chị đã gắn bó với nghề biển hơn 20 năm nay, chủ yếu là đánh bắt gần bờ. Ngày nối ngày, anh dong thuyền ra khơi từ khoảng 4 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau mới trở về.
Mỗi lần như vậy, những thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ như thuyền của vợ chồng anh Dũng, chị Thìn đánh bắt được khoảng một yến, gồm các loài cá, tôm, mực, ghẹ, thu nhập từ 300 đến 400 nghìn đồng. Nhưng không phải ngày nào cũng có được con tôm, con cá mang về, bởi nghề đi biển là một nghề khá bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hai vợ chồng anh Dũng, chị Thìn, chúng tôi cũng phần nào cảm nhận được sự vất vả, cực nhọc của ngư dân miền biển khi phải vật lộn với cuộc mưu sinh và chinh phục thiên nhiên. Nhưng với họ, tình yêu nghề, cái duyên với nghề là điều lắng đọng mãi qua thời gian và còn lớn gấp trăm, gấp ngàn lần so với cái cực nhọc ấy. Bám biển đi là lâu rồi, nó làm 20 năm rồi. Điều như không có bừa thu nhập cũng có, nhưng có bừa không thì cũng đều bừa lắm. Điều mình phải bám biển thôi, tại vì là mình yêu biển mà. Mình sống lên nhờ biển thì phải bám biển thôi đó. Khó khăn thì cũng vất vả nhiều, tại vì sóng gió đấy. Cụ thể là mình đôi khi là gặp giống bua giống mang rồi đó. Thổi thủ công của mình như thủng lý thì nhỏ quá, sóng lớn hóa. Thì có khi vốn kịp phải chạy liêu rồi vô, có khi chim đi chứ, chim nhiều. Như một sự tình cờ, tại bãi biển, đoàn làm phim kỷ sự gặp một nhân vật đặc biệt. Ông là chủ của khu sinh thái đầu tiên được đầu tư xây dựng ngay tại bãi biển Quảng Phú. Ông Phùng Xuân Bảy, năm nay đã 57 tuổi. Trông ông có vẻ già dặn hơn nhiều so với cái tuổi của mình. Biệt đoàn làm phim chúng tôi đang thực hiện loạt kỷ sự làng biển Quảng Bình. Ông Bảy tiếp đón chúng tôi một cách niềm nở và dẫn chúng tôi đi dạo một vòng khuôn viên khu sinh thái. Toàn bộ diện tích của khu sinh thái này khoảng 3,3 hectare với 3 phân khu chức năng bao gồm khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ, khu trồng rừng sản xuất, trồng cây bảo vệ môi trường và khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. Trước khi quyết định trở về quê hương đầu tư xây dựng khu sinh thái, ông Bảy đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh. Tâm sự với chúng tôi, ông nói, cây có cội, nước có nguồn, cả đời lặn lội bôn ba làm ăn nơi đất khách, đến khi có tuổi thì chỉ có một mong muốn duy nhất là được trở về với quê hương, với bà con chòm xóm. Với số vốn tích góp được, ông Bảy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng khu sinh thái với tên gọi đầy lãng mạn, Hoa Biển. Tên gọi này gắn với nhiều kỷ niệm của ông thời còn là chàng sinh viên ở vùng đất Tây Nguyên, Đà Lạt. Ông chia sẻ với chúng tôi, hoa ở đây là hoa dã quỳ, loài hoa đặc trưng của vùng đất cao nguyên bao la đầy nắng và gió. Dã quỳ không có mùi thơm nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc, mà lại mang một mùi đặc trưng của loài hoa hoang dã. Cứ tầm khoảng vào tháng 10 đến tháng 2, dã quỳ vươn mình nở vàng rực như cô gái miền sơn cước, giản dị và đằm thắm, nồng nàn và đầy sức sống, cứ như thế sinh tồn cùng với đài ngàn thác núi để dâng cho đời, dâng cho phố núi một màu nắng vàng mơ tinh khiết, rực rỡ đến ngẩn ngơ lòng người. Đảo mắt một vòng, chúng tôi bỗng nhận ra khu sinh thái này ngập tràn một màu vàng tươi của hoa dã quỳ. Có lẽ chúng tôi đã phần nào ngầm hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái tên Hoa Biển. Phải chăng là một sự kết hợp, giao thoa đầy mới mẻ giữa xứ sở cao nguyên bao la và vùng quê miền biển gió Lào cát trắng? Chúng tôi, những người thực hiện kỷ sự như bị hút vào câu chuyện kể, những chia sẻ của ông. Gia đình mình là quê hương ở đây, thì tuổi cô chú cũng lớn rồi, thì về hưu thì mình là về quê, người Việt Nam mình thế, tức là lá rụng về cội mà, khi nào sắp về hưu thì mình về quê. Yếu tố thứ hai là cũng thấy cái vị trí này là nó đẹp, cái bờ biển, nói chung Việt Nam mình ấy là đẹp, mà Quảng Bình cũng có nhiều bờ biển đẹp, mà nước ngoài người ta cũng rất thích đúng không? Cho nên tôi duy mình trong nước mà mình có điều kiện thì mình đầu tư vào những cái khu dọc biển nó lâu dài, vì là biển biển mình đẹp lắm, chú cũng đi nhiều nơi rồi, nhiều nước,
Nhưng biển họ cũng đẹp nhưng mà mình tác con người tác động vào trở thành đẹp, ví dụ như Thầy Lán, làm sao bằng biển mình được. Cô chủ về đấy thì được chính quyền địa phương từ xã huyện tỉnh người ta rất ủng hộ, khi mà đặt vấn đề là gia đình thì nó nhỏ thôi, đầu tư nhỏ nhỏ nhưng mà ít tiền, vì do gia đình ít thì chính quyền địa phương người ta rất ủng hộ, người ta khuyến khích và tạo cho gia đình nhiều cái ưu đãi. Thì mình cũng mong muốn là khu này là một trong những cái khu là đi tiên phong đầu tiên, mà thực chất là chủ cũng đáng làm đầu tiên để làm sao đấy. Thì mình cũng góp phần nhỏ nhỏ mình vào cái kêu gọi bạn bè thu hút những người có điều kiện là đầu tư vào cái khu vực ngoài này. Như để minh chứng cho sự đổi thay từng ngày trên quê hương Quảng Phú xinh đẹp, cán bộ địa phương tiếp tục dẫn chúng tôi đến thăm một số cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản và các ngành nghề truyền thống khác. Ngoài giá trị kinh tế mang lại thu nhập cho người dân, những sản phẩm này còn là kết tinh của lòng yêu nghề, gắn bó với nghề của người dân nơi đây, mang vẻ đẹp rạng ngời của bài ca lao động. Ngoài nghề đi biển, Quảng Phú là quê hương của nghề làm muối. Cái nghề gắn bó với người dân nơi đây từ thuở lập làng. Cần mẫn chắc chiêu bao tinh túy của biển, người dân nơi đây vẫn miệt mài, cần mẫn để làm ra những hạt muối trắng, những hạt muối thấm đẫm mồ hôi mằn chát của biết bao người. Bãi cát trắng phẳng lì, xinh đẹp còn in dấu chân của ngư dân những lần đi biển về. Những dấu chân cứng cỏi và mạnh mẽ càng làm cho khung cảnh của bãi biển Quảng Phú hôm nay thêm phần lung linh và sống động. Nhắm mắt và cảm nhận cái mềm mại, dịu êm của cát trắng dưới đôi bàn chân, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả, bỗng cảm thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Phải chăng đó là cách tuyệt vời nhất để được thấy mình là một phần của tự nhiên bao la, của đất trời vô thủy vô chung? Chợt nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Ngô Minh, một người con của quê hương Quảng Bình. Ta về uống câu buồn đời mẹ đời cha, từ xưa truyền qua tao võng, nhận ra bao điều mới mẻ trong ta. Về cúi mặt soi vào từng hạt cát, gặp hình ảnh sáng láng giữa phong ba. Hơn mấy trăm năm lập ấp lập làng, là cũng chừng đó thời gian người dân Quảng Phú vật lộn với cuộc mưu sinh và chinh phục thiên nhiên. Một ngôi làng nhỏ bé, khiêm nhường nằm nép mình bên biển rồng, năm này qua năm khác, người dân sống nhờ lộc của biển. Những chuyến tàu vững vàng ra khơi và đem về nhiều tôm, nhiều cá để trên bờ. Những người phụ nữ lại tiếp tục công việc của mình, đưa món quà của biển đến tay người tiêu dùng. Vòng tròn đó cứ tiếp diễn để Quảng Phú hôm nay khang trang hơn. Chiều về, bình yên trên làng biển Quảng Phú.